Thưa quý vị, mùa hè đã đến. Đây là mùa trái cây, một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta thì có khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại trái cây. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, giá trái cây tăng cao nên nhiều nông dân chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Trong số các loại cây ăn trái nổi tiếng của Bà Rịa Vũng Tàu từng đạt giải cao tại các cuộc thi trái cây miền Đông Nam Bộ, có thể kể đến là nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, mít nghệ, măng cụt, bơ, vân vân. Bản thân tôi cũng rất thích các loại trái cây tại Bà Rịa Vũng Tàu, thưa quý vị. Nhất là mãng cầu cát lở ở Vũng Tàu của mình. Vừa thơm, vừa ngon và nổi tiếng từ xưa đến nay. Mỹ Quyên cũng rất thích ăn mãng cầu. Và hiện nay ngoài giống mãng cầu của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như một số giống mãng cầu thông thường của Việt Nam, ở xã Tóc Tiên thì xã Phú Mỹ có một nông dân đã nhân giống và trồng thành công cây mãng cầu Thái Lan. Ưu điểm của mãng cầu Thái Lan là trái to, dai, ít hạt và rất là thơm ngon. Dân nghe Mỹ Quyên giới thiệu thì tôi và khán giả cũng đang rất muốn tìm hiểu về mô hình trồng mãng cầu Thái Lan này. Vậy không để quý vị và khán trí chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu mô hình trồng mãng cầu Thái Lan của gia đình ông Đặng Văn Phước qua câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay. Năm 2004, trong chuyến đi Thái Lan cùng bạn, ông Đặng Văn Phước ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ được tiếp cận với cây mãng cầu Thái. Nhìn trái mãng cầu Thái to gấp 2-3 lần mãng cầu Việt Nam, lại ít hạt, vị thơm ngon, ngọt, dai, nên ông Phước đã mua giống cây này về trồng. Ban đầu, do chưa biết kỹ thuật trồng chăm sóc, nên chỉ một thời gian ngắn, cây mãng cầu Thái Lan bị thối rễ và sâu bệnh, buộc ông Phước phải chặt bỏ. Thất bại, thiệt hại kinh tế lớn, nhưng ông Phước quyết không từ bỏ ý định và tiếp tục tìm hiểu và học cách chiết ghép cành mãng cầu Thái trên gốc cây mãng cầu của Việt Nam để trồng lại. Sau hơn 3 năm, gia đình ông Phước đã trồng thành công cây mãng cầu Thái Lan trên diện tích 7 sào đất của gia đình. Cây mãng cầu này là khó hơn mãng cầu của mình. Nên cái chị biết bê mùa mưa đấy, là cái mãng cầu ta của mình là ra đậu trái rất sai. Tôi phải vặt vợ đi. Nhưng cây mãng cầu Thái là không có mấy. Tại vì sao nó cũng áp dụng vào thời tiết. Hai là khí hậu phải chăm sóc. Nhưng mùa này tôi không lấy trái, nên là cho nó ra tự nhiên. Cũng ra tự nhiên nó cũng ít, nhưng gia đình phải vặt đi. Để sau này lấy mùa Tết nó đã hại cây mà năng suất hơn. Mặc dù mãng cầu Thái Lan là loại cây khá khó trồng, chi phí đầu tư cũng khá cao. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế cây mang lại cao gấp 3 đến 4 lần so với cây mãng cầu ta. Tuổi thọ trung bình của loại cây này đạt từ 13 đến 15 năm. Hiện tại ông Phước đã trồng thành công 700 gốc mãng cầu Thái và xử lý cho ra hoa trái vụ vào vụ Tết để bán được giá cao. Với 700 gốc mãng cầu Thái bình quân một mùa Tết, ông Phước thu hoạch trên 3 tấn. Với giá từ 100 đến 120 ngàn đồng một ký, sau khi trừ chi phí, ông Phước thu lãi trên 150 triệu đồng. Ai có nhu cầu, chẳng hạn như hội mà có những cái buổi hội thảo hay là những cái gì đó thì cứ hay dẫn đến nhà anh Phước đây thì anh cũng hướng dẫn tận tình và đồng thời cũng bán cây giống thì trả chậm chẳng hạn. Theo đánh giá của Hội Nông dân xã Tóc Tiên, cây mãng cầu Thái Lan khá thích hợp với vùng đất cát. Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu thị trường tiêu thụ để tiến tới nhân rộng mô hình này nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.